Sinh Tồn là một trong năm đảo giải phóng đầu tiên trên quần đảo Trường Sa vào ngày 28 tháng 4 năm 1975. Trải qua gần 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân, nhân dân và các lực lượng trên đảo đã lập nhiều thành tích xuất sắc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Sinh Tồn đúng như trời đất sinh ra và trường tồn vĩnh cửu theo thời gian, vẫn đang sừng sững giữa biển khơi như một bức thành đồng trong hệ thống phòng thủ đảo giữa Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sinh Tồn là một trong những hòn đảo nổi nằm trong cụm Sinh Tồn, trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ngày 29 tháng 3 năm 1975, đội đặc công 1 đoàn 126 được tăng cường 3 tàu vận tải của lữ đoàn 125 Bộ Tư lệnh Hải quân đi giải phóng các đảo tại quần đảo Trường Sa từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đúng 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giải phóng hoàn toàn đảo Sinh Tồn và đóng quân trên đảo này từ đó đến nay. Hiện nay, về mặt tổ chức hành chính, thì xã đảo Sinh Tồn là một trong 3 xã thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo còn có các hộ dân sinh sống. Đảo Sinh Tồn cách thành phố Cam Ranh khoảng 600 km về phía đông nam, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 297 km. Các đá gạc ma đang bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép từ năm 1988 khoảng 20 km. Việc án ngữ ở một vị trí cực kỳ đắc địa trong quần đảo Trường Sa đã cho thấy Sinh Tồn là một trong những hòn đảo có ý nghĩa chiến lược trong thế trận đảo nổi, đảo chìm tại quần đảo Trường Sa, là một tiền đồn quan trọng của nước ta. Chính vì vậy mà đảo Sinh Tồn được mệnh danh là bức tường thành hay là lá chắn vững chắc của Việt Nam tại Biển Đông. Trước đây, đảo Sinh Tồn là một bãi cát có diện tích khoảng 2,5 hectare với chiều dài khoảng 300 mét và chiều rộng khoảng 130 mét. Từ năm 1994, công binh bắt đầu xây kè chắn sóng cho hòn đảo, xây dựng âu tàu và một số công trình trên đảo. Đến nay, diện tích đất nổi của đảo vào khoảng 13 hectare, trong đó chiều dài hơn 500 mét và chiều rộng là khoảng 450 mét. Phần âu tàu rộng khoảng 7 hectare với lối vào rộng khoảng 125 mét. Bên trong âu tàu có một cầu cảng dài khoảng 55 mét. Các tàu có trọng tải lớn cũng có thể cập cảng. Độ sâu trung bình của âu tàu khoảng 4,5 mét, cùng lúc có thể đón từ 70 đến 100 tàu cá các loại vào tránh bão. Tại đây cũng có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu dẫn luồng đảm bảo cho các tàu cá và tàu vận tải ra vào an toàn cả ban ngày lẫn ban đêm. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật Nghề cá trên đảo cũng có nơi ăn nghỉ cho ngư dân, cung cấp xăng dầu bằng giá đất liền. Đồng thời sửa chữa cho tàu cá hư hỏng, chăm sóc sức khỏe, cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân, sẵn sàng ứng cứu cho ngư dân khi tàu gặp sự cố. Trong cái mùa bão gió thì thường bà con vào trong này là xin hỗ trợ, nhất là về máy móc của bà con tàu cá, bà con là có trục trặc về máy móc ở trung tâm tiến hành khắc phục và sửa chữa cho bà con. Có những chuyến bà con tiếp tục về vươn khơi bám biển và cũng có chuyến là bà con khi khắc phục xong bà con có thể về bờ để tiếp tục củng cố lại trang thiết bị. Ngọn hải đăng Sinh Tồn được xây dựng vào năm 2012, nằm ở phía tây của hòn đảo. Ngọn hải đăng không chỉ là cột mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Sinh Tồn nói riêng, mà nó còn có tác dụng định vị vị trí đảo Sinh Tồn, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa có định hướng và xác định được vị trí của mình. Thời tiết khí hậu trên đảo Sinh Tồn nói riêng và trên quần đảo Trường Sa nói chung chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước cho đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 28 đến 30 độ C. Mùa mưa thì dường như ngày nào cũng có dông bão. Cũng giống như những đảo khác, đảo Sinh Tồn không có nước ngọt, thổ nhưỡng trên đảo chỉ có cát, san hô, nên hầu như không trồng được cây ăn quả, rau xanh. Tuy nhiên, bằng sức lao động và sự cần cù chịu khó, quân và dân trên đảo đã cải tạo được đất và có thể trồng được rau xanh để cải thiện cuộc sống. Ngày nay, Sinh Tồn đang sáng lên bởi màu sắc của những loại hoa được cán bộ chiến sĩ, nhân dân tỉ mỉ chăm chút. Sinh Tồn còn được ví như một công viên xanh mát giữa sóng trùng khơi.
Ngày nay, đảo Sinh Tồn vẫn sừng sững hiên ngang trước những biến động tại Biển Đông. Đảo Sinh Tồn là một trong những đảo nổi, không chỉ là nơi đóng quân của lực lượng Hải quân Việt Nam, mà nơi đây còn có dân cư sinh sống từ rất nhiều năm. Đảo là nơi đặt trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Sinh Tồn và nhiều công trình dân sinh khác. Trường tiểu học xã Sinh Tồn là một ngôi trường đơn sơ, giản dị, nằm ở một góc trên đảo Sinh Tồn, hiên ngang ở giữa trường sa đầy nắng gió. Trường được xây dựng năm 2013 và khánh thành năm 2014. Hiện nay trường tổ chức 5 lớp nhưng sĩ số khiêm tốn, vỏn vẹn chỉ khoảng hơn chục em học sinh, học các lớp khác nhau. Tuy nhiên, không khí giảng dạy, học tập của thầy và trò nơi đảo xa chưa bao giờ vì thế mà kém đi phần hào hứng, sôi nổi. Khi học hết lớp 5, các em sẽ vào đất liền để tiếp tục theo học các cấp cao hơn. Lớp học được tổ chức thời gian học tập không khác gì trong đất liền. Các em học từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Vì vậy, mỗi thầy cô giáo khi ra đây công tác luôn luôn cố gắng bội phần để các em có kết quả học tập cao nhất. Thì tôi ra công tác hôm nay là được 5 năm. Và khi ra công tác ở trên đảo Sinh Tồn thì tôi thấy một điều gì đó nó cũng là gọi là rất là tự hào. Tự hào không phải vì là tôi được chọn cái nghề mà người ta vẫn gọi là nghề cao quý, mà tự hào là tôi đã được cống hiến còn công sức của mình cho quê hương đất nước. Hiện nay đảo Sinh Tồn đang ngày một hoàn thiện về cơ sở hạ tầng với hệ thống điện, đường, trường, trạm khá là hoàn chỉnh và ngày càng được nâng cấp. Toàn hòn đảo được sử dụng bằng điện hệ thống năng lượng mặt trời và quạt gió. Tọa lạc tại đảo còn có ngôi chùa Sinh Tồn cổ kính, thanh tịnh. Chùa Sinh Tồn được xây dựng theo phong cách truyền thống, gồm một gian hai trái với mái cong đầu. Bên trong chùa có những pho tượng chế tác công phu. Nơi đây không chỉ là một kiến trúc văn hóa, mà chùa Sinh Tồn còn là hình ảnh biểu trưng cho sự nương tựa tinh thần, chốn tâm linh để người dân, cán bộ chiến sĩ nơi đây ngưỡng vọng, thờ phụng Đức Phật. Ngoài ra, chùa Sinh Tồn cũng là nơi đặt tấm bia phương danh 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện bảo vệ bãi đá Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tấm bia phương danh được đặt tại chùa Sinh Tồn như một nghĩa trang để quân dân trên đảo và đoàn công tác trong đất liền ra thăm đảo Sinh Tồn có thể thắp hương, tưởng nhớ, tri ân những người con đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với mỗi người lính đảo, lòng dũng cảm, dạn dày xương gió không chỉ dễ dàng cảm nhận từ màu da rám nắng, mà nó đến từ trong suy nghĩ và hành động của mỗi người. Bởi giữa nơi trùng khơi, chỉ có niềm tin, tình yêu biển đảo quê hương, trọng trách với Tổ quốc, dân tộc mới thực sự là thành lũy vững chắc, che chở cho họ. Cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn khắc ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời và có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Bản thân tôi thì sau khi được ra đảo thì được ban chỉ huy đảo quán triệt tốt về an tâm tư tưởng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngoài đảo, sẵn sàng rèn luyện học tập về hoàn thành các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để nâng cao cái ý chí quyết tâm, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ trên đảo ấy, thì đảo đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị từ khâu xây dựng kế hoạch đến chuẩn bị giáo án bài giảng và tổ chức giáo dục theo đúng cái kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra thì còn đảo đã tranh thủ các cái lực lượng và lãnh đạo chỉ huy các cấp để tổ chức giáo dục thường xuyên thông qua các cái hoạt động của đơn vị, như là các cái hoạt động huấn luyện, rồi các cái hoạt động tăng gia sản xuất cũng như là lao động và thực hiện các cái nhiệm vụ khác thì đều kết hợp để tổ chức giáo dục và nâng cao cái trách nhiệm cho bộ đội. Khi đặt chân lên đảo, các đại biểu của đoàn công tác số 8 không giấu được niềm vinh dự, tự hào về một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông, đồng thời cảm phục trước sự hy sinh, khắc phục gian khó của các cán bộ chiến sĩ qua nhiều thế hệ bảo vệ vững chắc hòn đảo. Tôi rất là yêu quý và ngưỡng mộ tất cả các bạn trẻ ở đây. Các bạn là một trong những thể hiện cái ý chí, sự tự tin, niềm tin, chiến thắng, bản lĩnh. Và thực sự là ngưỡng mộ các bạn khi mà các bạn rất là dũng cảm để nhận một cái nhiệm vụ thật sự là nặng nề. Sinh Tồn là hòn đảo có ý nghĩa chiến lược quan trọng tại quần đảo Trường Sa, là lá chắn giữ Biển Đông. Cùng với các đảo khác, Sinh Tồn còn là chỗ dựa vững chắc của ngư dân nước ta, yên tâm ra khơi bám biển, khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống của ông cha ta, theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.